Xin chào các bác. Tiếp theo ở trong video này thì đồng hồ Quang Lâm có về cho các bác một mẫu đồng hồ bình dân của thương hiệu Orient. À, chiếc này thì hôm trước em đã về trên tay với các bác một vài lần rồi và có khá là nhiều các bác à, yêu thích và muốn hoài niệm lại cái dòng này. À, do vậy là hôm nay à, em về thêm cho các bác được 5 chiếc hàng mới nữa. Và đây nó cũng là năm chiếc mà cuối cùng rồi. Đó. Thì. À, cái này nó là hàng phân phối chính hãng tại Việt Nam và về kèm các bác sẽ có một quyển sổ bảo hành quốc tế và một cái hộp của Oren như thế này. Đó, đầy đủ như thế và đều được bảo hành một năm của Oren trên toàn quốc. À, và bảo hành của đồng hồ Quang Lâm là 2 năm. Để tổng bảo hành các bác sẽ có cho chiếc này là 2 năm nhé. Đây nó là dòng Oren 3 sao. Con này thì sẽ có mã để các bác check tham chiếu đấy là RNAB0E10S19B được niêm yết với mức giá là 4 triệu 710 nghìn tại thị trường Việt Nam. Còn đồng quan lâm thì sẽ có chiết khấu đại lý để cho các bác chơi chiếc này. Con này nó nằm trong phân khúc bình dân của đồng hồ cơ. Đó, với đường kính sai mặt là 39,2 và độ dày của chiếc này nó là 11,2 mm. Lắc tu lắc ở đây em đo được nó khoảng tầm 44,3. Chiếc Oren này nó sẽ phù hợp dành cho những anh em có cổ tay vừa và cổ tay nó hơi hơi to một chút. Hơi, hơi nhỏ một chút. Con này cứ khoảng tầm 15 đến 17 thì chúng ta đeo size 39 này nó sẽ là phù hợp. Thiết kế mặt số rất đơn giản với ba kim và hai lịch. Mặt số bạc trải tia đó có kim giờ kim phút kim giây lịch ngày lịch thứ đầy đủ để cho chúng ta có thể dùng vừa đủ chức năng kim cọc thì đều có dạ quang để cho chúng ta có thể dễ dàng nhìn giờ vào buổi tối đầy đủ ở phần thân kim và cọc đầu chấm và cọc số này các bạn sẽ có logo trên góc 12 giờ và bên dưới 3 giờ thì các bác sẽ có biểu tượng ba ngôi sao cái biểu tượng của cái dòng này ba à, ngôi sao này nó tượng trưng cho ba cái yếu tố mà oren họ kỳ vọng khi mà ra mắt cái dòng này à, ngôi sao thứ nhất là tượng trưng cho cái giá cả hợp lý ngôi sao thứ hai là tượng trưng cho cái uh, kiểu dáng mẫu mã đa dạng và ngôi sao thứ ba là tượng trưng cho chất lượng bền bỉ của cái dòng này và trong cái quá trình sử dụng thực tế thì uh, thị trường đón nhận và kiểm nghiệm bằng thực tế người tiêu dùng thì hoàn toàn đáp ứng được ba cái yếu tố này của Oren và nó cạnh tranh uh, sòng phẳng và trực tiếp với cái dòng Seiko uh, 5 cổ ngày xưa Seiko 5 chém cạnh đấy. Thì như những con này thì các bác uh, dùng trong phân khúc bình dân dùng, dùng tương đối là bền bỉ. Kính của nó thì được trang bị nó là kính khoáng cứng chống xước của Oren. Còn bên hông thì sẽ còn núm trình giờ ở góc 3 giờ. Đây đằng sau thì em sẽ có các cái thông số cơ bản. Uh, Thân thép không dỉ này. Movement Japan. Máy là F490. Máy F490. Và Water resistant Chống được con này cơ bản đi mưa rửa tay, tắm vòi hoa sen hàng ngày. Là các bác dùng hoàn toàn thoải mái. Chỉ có hạn chế đi bơi lội thôi. Uh, chiếc này thì nó sẽ được uh, sản xuất lắp ráp kiểm định tại nhà máy của Oren đặt tại Thái Lan. Và nó phân phối ra thị trường quốc tế. Trong đó có thị trường của Việt Nam. Đó, và nhà sản xuất với nhà phân phối họ cũng niêm biết luôn để cho các bác rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ. Rất là rõ ràng như thế này. Ờ, cái dòng này thì bây giờ nó chuyển hết sang nhà máy ở Thái Lan để sản xuất và lắp ráp thôi. Đó. Đi kèm với chiếc này thì các bác sẽ có dây là thép lá uốn lại này, khóa thì sẽ có logo của Oren. Và nếu như mà các bác muốn thay dây này sang dây da thì các bác có thể sử dụng cái độ rộng dây con này là 20 và dưới khóa nó sử dụng là cơ khóa 18 thay dây da 20 18 là hoàn toàn phù hợp. Em sẽ ướm thử ở trên cổ tay 17 thế này. Như chiếc Oren này thì nó sẽ hợp cho những anh em mà tay vừa và cổ tay nó hơi hơi nhỏ một chút, Loan quanh khoảng tầm 15 đến 17 thì chúng ta đeo cái 39 này nó sẽ hợp. Đó. Kính khoáng cứng, máy cơ tự động. Con này là cơ tự động thông thường và trước khi các bác đeo mà nó hết cót thì các bác lắc nhẹ cho nó khoảng 2 đến 3 phút để nó hoạt động ổn định và có một ít cót dự trữ rồi các bác đeo lên tay thì nó sẽ trong quá trình hoạt động là củ văng nó sẽ tự động văng đầy cót cho các bác đi mưa rửa tay và có thể tắm vài hoa sen hàng ngày các bác dùng sẽ thoải mái nhé dòng này thì chỉ có hạn chế là đi bơi thôi và một chiếc này thì em đang về với các bác là 3 triệu 650 nghìn sẽ có mức chiết khấu đại lý lăn quanh khoảng tầm 20 để các bác chơi thì chỉ còn 3 triệu 650 nghìn thôi Và bác nào mà thích chiếc này thì có thể liên hệ trực tiếp đến đồng hồ Quang Lâm hoặc là đặt hàng trên website đồng hồ Quang Lâm.com hoặc là alo cho bên em theo các đầu số như là hotline 0834 69 hoặc là số 0915 559 883 các đầu số này em đều có dùng cả Zalo để chúng ta có thể gửi hình ảnh và thông tin qua còn ở gần thì xin mời các bác qua lên tay tại địa chỉ số 23 Nguyễn Công Hoan, Cộng Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Ở đồng hồ quang lâm nói thật giá thấp xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo